Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ bàn ghế Âu Á hộp bằng gỗ mun hoa, hay còn gọi là mun hoa da báo của Lào. 100% là chúng tôi nhập khẩu gỗ mun của nước Lào. Đây là mun thật, mun xịn. Còn mun Nam Phi thì là mun rẻ hơn. Bộ bàn ghế phòng khách gỗ mun hoa này gồm có 7 món. Một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn và một bàn trà. Bộ bàn ghế này được chọn vân chọn gỗ rất là đều. Đây là đơn đặt hàng của anh Lâm ở Ninh Bình. Anh đã đặt chúng tôi từ rất lâu rồi. Thì trung bình chúng tôi sản xuất một bộ bàn ghế như này, nó rơi vào thời gian tầm 4 đến 5 tháng thì chất liệu gỗ mới đảm bảo. Trong clip này thì chúng tôi cũng báo luôn là toàn bộ vân là vân thật, không vẽ vân, không bán vân. Đây là bộ bàn ghế Âu Á hộp trương cuốn thư gỗ mun hoa. Chiếc ghế dài là dài 2m50, sâu 70 và cao 1m13. Đây là bộ cột 12 và bốn vách đục tứ quý. Đây chúng tôi sẽ quay cận cảnh cho quý vị xem đây. Toàn bộ vân là vân thật, không vẽ vân. Gỗ mun hoa là gỗ mun đắt tiền nhất hiện nay, chỉ thua dòng gỗ chắc. Bộ bàn ghế mun hoa này thì chúng tôi làm theo yêu cầu của anh là chạm bàn tứ quý, và ở giữa là chúng tôi chạm chống đồng Đông Sơn, mẫu mới nhất mà chúng tôi đưa lên thì quý vị có thể tham khảo được. Quý vị muốn sở hữu bộ bàn ghế như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Mặt bàn làm như này thì nó kỳ công hơn và giá thành nó sẽ cao hơn. Bình thường thì chúng tôi để trơn và quý khách yêu cầu đục mặt bàn thì chúng tôi mới thi công. Còn bình thường thì chúng tôi để trơn. Bộ bàn ghế này phải nói là được chọn vân chọn gỗ rất là đều và đẹp. Và chúng ta cùng đi sang chiếc ghế đơn đây. Chiếc ghế đơn này chúng tôi làm với thông số như sau: chiều dài của ghế là 97, chiều sâu 70 và chiều cao là 1m13. Tay là tay hộp. Phần trước là chúng tôi đục cá chép và phần trên mặt của tay hộp thì chúng tôi đục chữ phúc. Toàn bộ mặt ghế là chúng tôi làm ván dày 2 phân và khuôn dày 4 phân, cũng được chọn vân. Để làm được bộ bàn ghế chọn vân như này thì rất là khó, yêu cầu người thợ tỉ mỉ từ khi pha gỗ, lọc gỗ. Và phần vách của chiếc ghế đơn là chúng tôi được chạm tứ quý 4 mùa, xuân hạ thu đông cũng như là tùng cúc trúc mai. Còn hai vách bên là chúng tôi chạm chiếc khánh treo đồng tiền. Và phần chương là chương cuốn thư. Bộ bàn ghế này gồm có 7 món: hai ghế dài, một bàn trà và hai đôn. Thì đây một bàn trà và hai đôn nhỏ đây. Chúng tôi đang sản xuất rất là nhiều bàn thờ cũng như là đồ thờ cúng và bộ bàn ghế phòng khách gỗ hương, gỗ mun các loại. Quý vị có thể tham khảo và truy cập qua website nội thất La Xuyên.com hoặc fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lanh để quý vị có thể lấy được hình ảnh sắc nét hơn. Cũng một bộ bàn ghế như này, nếu như cùng chất liệu gỗ mun Nam Phi thì giá thành nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Bộ bàn ghế gỗ mun hoa này thường thì dành cho những người nhiều tiền, những doanh nhân doanh nghiệp. Và đây là chiếc ghế đơn thứ hai. Chiếc ghế đơn thứ hai thì chúng cũng được chúng tôi làm thông số là dài 97, rộng 70 và cao 1m13. Và phần chân, phần vai cũng được chọn vân.
Thì bên cạnh những bộ bàn ghế như này thì chúng tôi còn những bộ bàn ghế Âu Á hộp gỗ hương, gỗ hương đá, gỗ hương vân. Quý vị có thể đến trực tiếp cơ sở để xem hàng, hoặc quý vị có thể đặt hàng online nếu như quý khách ở xa. Quý vị có thể liên hệ tới 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Hôm nay tôi sẽ quay cận cảnh từng chi tiết nhỏ để quý vị có thể xem được, vì làm về dòng gỗ mun hoa rất là khó. Làm về gỗ mun hoa nó trải qua rất là nhiều công đoạn, từ lột gỗ đến phơi gỗ và cũng như đến thi công chọn vân. Và đây là những bộ bàn ghế cao cấp to hơn, nó là cột 14 chạm minh quốc hồng, cũng đang được đi vào hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng. Thì quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo. Thì quý vị hãy bấm vào nút chuông thông báo, quý vị sẽ nhận được những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên.